Ôi, quay khởi động luôn. Dương còn thuốc không Dương? Gì? À, phải đâu họ sợ anh. Hôm qua là mẫu rồi, lên lên anh không? Mẹ xì mang đây mà em cầm nhầm. Mới kêu rồi anh không cầm nhầm. Máy kìa chú. Đây. Trong máy luôn. Khởi động đi anh em, nó quay cả khởi động luôn này. Hay. Hay. Mệt thế nhở. Mẹ mất công. Thế có thằng cuối cùng không? Cuối cùng. Ừ, cái bác Linh. À, nó phải thế này. Ừ, chuyên nghiệp đấy. Tít mày. Ấy à. Đã gì thế rồi. Ghét đấy nhá. Bây giờ chờ gặp tao. Chờ mấy cái đường thế rồi nhá. Anh có thể dơ cao một tí được không? Dơ cao thì chịu nắng. Đây, ngồi đi này không? Ngồi dưới chân mà quay thằng đây rồi. Em sợ em... Không, ngồi được. Linh ơi. Dư ơi, bạn Dư ơi, hẳn nó chứ. Đây, tôi Dư cho. À, chắc anh ơi. Mua hẳn chút. Ê! Ôi, sao mà khói rồi thế? Mệt lắm. Mệt lắm. Anh bảo mình ngon rồi. Gió thế nhở? Đi vào khởi động đi. Không, đi vào khởi động đi. Vào khởi động đi em. Đeo cái mũ đi xa. Quên anh khởi động đi, đeo khởi động gì? Quên mẹ mất mày, đéo bỏ anh, đéo mang mày. Đây là tiếng Đức, tiếng gọi là tiếng Đức thôi, như là cảm ơn bạn ạ. Anh quẹt chị ấy. Đúng ra phải Huy đâu? Em không vào đâu. Đập quá. Đây đứng nốt đây. Đó, mình xuống thì mình phải cố đánh tình trên kia. Đúng rồi, mấy quả này em chuyển như thế là được rồi. Đúng rồi, ok rồi. Nói thế thôi. Chẳng nhẽ anh ấy bảo em đánh như thế vậy thì em không thể đánh được anh nữa. Không, dạ, cứu chưa giờ có dám chửi con áo đâu. Thế mặt anh phải không? Em... Thế cơ. Chị Trương ạ, chỉ có con gái anh mới không chửi thôi, chứ bọn em thì nó trai rồi. Không, lúc nào anh chỉ bảo Hoàng yêu thương của anh đánh rất hay, đập những quả rất là tuyệt vời. Hoàng yêu thương Linh Hoàng yêu thương rồi đánh ra vào đánh nhỉ. Thế thì nhỉ, Hoàng yêu ai nhỉ? Anh thương em thương. Hả? Anh thương em thương. Thôi anh nghe. Sao lại Hoàng yêu thương? Này Hoàng, vâng, anh Hoàng ơi. Anh Hoàng yêu em. Hoàng qua anh kéo ra mồ hôi à? Qua em vừa đánh vừa ngủ. Anh kéo ra mồ hôi à? Anh qua vừa đánh vừa ngủ ra hết rồi. AFK anh biết ngay mà. Ê, sao con vừa đánh vừa ngủ? Thế rồi. Treo cao lên xuống. Sao mà mày sơn đứng vào đây rồi? Chung ơi, đứng dịch dịch ở đây tí anh Chung. Ê, ê, ê. Thì đang hô cho dạo. Không dạo hơi. Không được hô dạo à? Rất là ức chế nhá. Phải động à? Hô dạo. Chết. Ê, ê, ê. Hô dạo. Không. Bao tuổi? Phát ra ngoài em xem nào. Tuổi đấy. Ừ. 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 Ừ.
Mày muốn đập lắm nhưng mà nhưng dám không dám. Đây bắn hết lực sợ ra ngoài. Cái enemy linh cú. Tôi nhìn đây rồi. Đánh đội đánh cùng mình đấy. Đánh vòng bảng mà hôm mình thua thì. Cái hôm vòng bảng thua đấy. Không cắn được sân. Thôi. Nhưng mà mày không được để đây anh chị chặt cổ tay mày. Cổ vũ cho quyền to ấy, cổ vũ cho quyền giá này. Linh Linh nó là hiển nhiên rồi, nó thắng là hiển nhiên rồi. À chết nhầm. Mất chó nhá. Cố lên Linh ơi, cố lên. Chị ơi, cố lên chị ơi. Trọng sân. Trọng sân. Ủa bây giờ team kia mà đánh ăn điểm anh em mình hô lên cu gọi buồn này. Còn nào? Cái đoạn mà anh cáu ấy. Bạn nhìn đấy là em một với rồi anh mà em nhìn thấy mà em ở đây mà nhìn ở trong trong vài chỗ vài hai mét mà nhìn thấy quả rất rõ ràng. Ôi ôi kiểu của tao Huy chặn tay Huy nhé. Mày không của tao xoáy xoáy chân xoáy nào ôi gió ôi thổi 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 lại gió đấy. Cái kia anh nhìn hai quả vàng không? Sao nhớ nhìn cái gì nhỉ? Hai quả trên nóc nhà quả thứ hai kìa. Chơi mình. Chơi bánh quyền nhiều. À, là bạn bạn hôm trước chơi đồ bánh quyền, bây giờ bạn vẫn còn phải không? Thâm đồ. Chưa hết đúng không? Nó học. Đè nó học. Tan được không? Ê ê ê. Tao đứng. Mày đáng vậy. Ê mấy cái đứa kia. Anh điện thoại với ví ở trong túi kia ông này. Có à? Người ta ngồi đấy. Hả? Để đấy động vào giật điện đấy. Túi anh để chế độ giật điện đấy. Sao sao vào cổ tay ngay. Mới có chế độ đấy à? Có mà bảo mật chứ bảo mật nữa. Trời ơi. Anh nhìn thấy ông đội đầu cứ kêu này này này. Đánh không? Một một điểm êm đi. Kéo tao mới chém chị này cũng biết đâu. À, ơi. Dương mặt sắm người yếu. Quả nào hay thì hô cho. Rồi vẫn còn. Khi đâu đi. Ngoài rồi, à trong rồi. Gió đéo đúng. Trong rồi chứ. Có đấy mà không có gió là trong ấy. Căng nhờ mẹ trận này căng đấy. Ê! Chuyên gia trụng cấp. Chỉ nhân xem nhiệm đéo xem mình 3-4 mấy hay. Ừ. Mình còn phải đại 3-4 đánh trước vào chung kết mà. 3-4 rồi nè. 3-4 tí đánh luôn à? Ừ, tất nhiên rồi 3-4 là phải đánh trước chung kết. Ai vừa chung kết xong 3-4 rồi. Đúng. Ai đọc ấy? Hả? Anh Trung à? Không, chắc là giọng của Huy nghe quen lắm. Ừ. Huy! Mình gặp bọn nó hay sao anh? Hả? Gặp bọn nào? Gặp bọn Linh á. Không, anh không quan trọng, nói chung là đồng đội anh vào đồng đội anh vào giải này là anh không quan trọng rồi. Dạ bắt đi. Em quyền lấy anh em mình mới để chung kết với nhau. Anh ơi, anh với Linh đều vào chung kết là đéo quan trọng giải. Chung kết thì đang định phát bóng thì tỉnh giấc. Vào so trình thôi, xem là hơn trình. Chung kết là xem huynh đệ tương tàn. Chứ biết hô ai đâu mà chia lửa hô. Đéo hô nữa. Tí nó thắng nó vào nó hô mình ghê. Anh quyền nó không phải đâu. Anh quyền đánh với Linh mà không ăn được quả phát thì chắc. Hả? Anh quyền với Linh mà không Linh nhiều người. Mẹ Linh. Linh khét mà. 12 rồi anh ơi. Lật điểm đi kìa. 12 rồi. 12 bên kia. Vai trưởng. Vai trưởng. Đấy kìa. Thấy thế. Gió nó lên thổi xuống đây xong nó cứ đánh gì đấy. Nó thích phát khó rồi. Quê thật đấy, thất vọng với anh. Từ thất vọng, từ tuyệt vọng. Hôm nay em nhảy mấy quả chắn ảo thật đấy.
làm nó thằng kia nó tưởng nó chắn được, nó xoay mẹ luôn lên đến khác. Thế là nó không đập được. Em thấy cảm giác là nó lạ lắm, nhưng mà nó sẽ cua ấy. Hay đấy, gọi là hay đấy. Đúng là chết. Em chung em một bát tí. Nóng ấy thế, nóng hàng kỹ thế. Nhưng mà cảm giác nó kiểu nó có bay bay ảo. Có một lần. Có một lần. Nhiều lần đấy. Ngoài đấy chị. Em còn chưa kịp vứt đi cơ. Đây rồi, đẹp rồi. Đẹp. Mấy rồi? 11, mấy mấy. Cố lên. Cố lên, một quả một thôi. Cái bao nhiêu đi? Ít dài nó nặng hơn cái. Nó đúng lúc đấy. Mẹ chó ăn mày thật. Lúc đầu tiên mấy rồi? Sốc anh kìa. Tiếp kèm từng quả một đi em. Mấy rồi? 14, 12. Quả nữa thôi. Đi thôi. Đứng đây thôi. Rồi đứng mẹ đây luôn đi. Đứng đây đi. Đứng đây thôi. Mẹ. Ghê. Cô đơn mãi rồi. Trong sân. Bắt cái một chắc vào. Đá cột. Thôi. Nhớ bóng cái kìa. Dạ bọn em hôm nay xong. Chiều đánh chung kết. Quả bóng ơi. Đi
dụng đâu. Không, không nhà kia thì học anh em đấy. Cái gì cũng được, nghĩ là thì mẹ tẩy bóng sang bên kia. Bạn ơi, gọi ý đi. Nó nhiều em ơi.